Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Wow, trời ơi, cái gì kia? Ôi trời ơi, hoa hồng, hoa cam, trời ơi, cái gì mà nhiều hoa quá vậy? Chỉ có hoa màu đỏ nè, trời ơi, nhiều hoa đẹp quá mấy bạn ơi, trời ơi, Phong rất là thích hoa luôn. Khoan nhầm. Phong không thích hoa nha, Phong là men mà mấy bạn, trời ơi, Phong mà từ đó giờ Phong men mà, cho nên là Phong đâu thích hoa đâu. Cái này là tại vì là Phong thấy mấy hoa đẹp quá, cho nên là Phong muốn hái hoa về tặng cho Sam, trời ơi, Sam bảo đảm luôn các bạn là Sam sẽ cực kỳ thích mấy hoa này luôn. Từ hái về ha, Sam sẽ lấy hoa, Sam trang trí nhà, lúc đó Sam sẽ rất là vui và sau đó là Sam sẽ mua cáp xê cho tôi ăn. Trời ơi, hợp lý, trời ơi, đúng thiệt là nóc nhà lúc nào cũng nên chiều chuộng, mày hiểu không? Đấy, hái bông hoa này về cho Sam nè, trời ơi, hợp lý. Ui, hoa màu tím luôn, đẹp dữ ta, được, hái hết. Ui, bên kia có bông hoa màu tím nhưng mà to hơn các bạn, qua bên đó hái, hoa nào xem nào, trời ơi. Ui, cái gì kia? Huggy, ôi trời ơi, có con huggy màu xanh mà lần trước mình với lại Sammy tiêu diệt nó kìa các bạn. Ui, có huggy màu xanh, ui gì kỳ vậy ta? Mình nhớ lần trước là mình đã tiêu diệt cái con huggy màu xanh này rồi, sao tự nhiên bây giờ nó vẫn còn ở đây ta? Ủa mà khoan, từ, kế bên nó là cái gì vậy? Huggy màu hồng. Trời, bên này là huggy màu xanh, bên kia là huggy màu hồng. Ủa vậy có khi nào đây chính là gia đình huggy không các bạn? Nguyên một gia đình luôn. Ôi, còn thiếu mỗi một gọi là huggy con nữa thôi là thành gia đình luôn mấy bạn ơi. Ui, nhưng mà khoan, bọn nó hình như bọn nó đang nói chuyện với nhau hay sao bạn ơi? Đâu, để mình núp ở đây mình nghe coi bọn nó nói gì nè. Núp đây coi. Buồn quá mà tức quá à. Ủa, không biết đâu, lần trước tôi bị hai cái tên là ta xanh cả Sam à Phong cận với cả Sammy á, tụi nó bẫy tôi à, xong rồi tụi nó hám mẹ tôi, tôi tức mà tôi không làm gì được luôn á, trời. Ui, đúng vậy mình. Ông vừa qua nhà tù của hai tên con người mà ông thua hả? Trời đất ơi là trời. Thì ai biết đâu, tụi ai bảo tụi nó thông minh quá, tụi nó tạo mấy cái bẫy gì đáng sợ quá. Trời ơi, chẳng hiểu khóc lên trời. Đừng mà hất ghê, đừng có hát nữa. Trời đất ơi, hai cái tên con người đấy dám bắt nạt hất ghê của mình. Được rồi, hất ghê. Bây giờ, ông dẫn tôi tới chỗ hai đứa con người đó đi. Tôi sẽ xử một đe tụi nó luôn. Được quá hả? Được, trời đất ơi, ai bắt nạt ông cứ kêu tôi tới xử tại chỗ luôn. Ôi trời ơi bạn ơi. Dẫn đi liền, đi. Trời ơi, hình như bây giờ bọn nó đang tìm đường để đến lại heo team của mình sao bạn ơi. Ôi, núp ở đây. Ôi, rồi xong rồi, lần này có thêm con husky màu hồng nữa bạn ơi. Ôi trời là trời. Hey, chết thiệt luôn bạn ơi, lần trước một con husky màu xanh thôi bọn mình đã đối phó rất là khó rồi, mà bây giờ có thêm con husky màu hồng nữa. Chết rồi, bọn nó đang đi về hướng gọi là làng heo team của mình kìa bạn. Oh my god. Bên này nè. Trời ơi. Thôi xong rồi, lần này là gặp nguyên một gia đình husky luôn rồi các bạn ơi. Chết tôi rồi. Thôi, lần này á là mình nghĩ rằng á là con husky màu hồng này có vẻ khá là thông minh đó các bạn ơi. Mình nghĩ là bắt cái con màu hồng này mới là khó nè, còn con màu xanh thì mình nghĩ là dễ thôi. Nhưng mà bây giờ không được rồi. Sammy đang ở trong làng Hero Team. Nếu như bây giờ vậy thì Sammy sẽ gặp nguy hiểm. Mình phải về làng để mình báo cho Sam biết, và sau đó mình với Sam phải xây nhà an toàn để chống lại hai con này thôi. Ôi, khổ thiệt chứ, lần nào cũng phải xây nhà an toàn, khổ ghê luôn á trời. Sammy ơi, cẩn thận đó, có gia đình husky tấn công bọn mình đó Sam ơi. Hey, trời ơi các bạn ơi, không ngờ cũng có ngày Phong lại phải quay trở về lại cái căn nhà an toàn này các bạn ơi. À mà quên nữa, lần trước có mấy bạn hỏi mình đó là anh Phong ơi, sao cái nhà này nó màu xanh mà cái mái nhà, cái nóc nhà nó lại màu xám vậy? Trời ơi, mình nghĩ các bạn cũng hiểu câu trả lời là gì vậy, đúng không? Màu xanh là màu của mình, còn màu xám là màu của Sam, thì tất nhiên nóc nhà phải là màu xám rồi. Nhìn Sam hiểu không? Tôi là nóc nhà đó, hiểu không? Đừng đầu gỗ rồi, đưa tôi cưỡi đầu ông nè. Đó. Vậy luôn hả? Trời ơi, suốt ngày gọi là đắp bắt nạt mình hoài luôn các bạn. Ok, được rồi. Bây giờ Sam ơi, tôi nói Sam nghe nè. Lần này á, tôi hồi nãy tôi đã nói Sam nhớ, chắc Sam cũng nhớ cái vụ hai con husky rồi đúng không? Nhớ, trời, tôi ngờ luôn á, bắt nạt xong rồi tự nhiên thua mình cái, xong rồi kêu người tới đập mình tụi mình tiếp. Trời ơi. Lần này á bạn, là con husky màu xanh kia nó có dẫn thêm một con husky màu hồng nữa, mà tôi nhìn á con husky màu hồng này có vẻ khá là thông minh đó Sam ơi. Cho nên á là lần này bọn mình phải xây một cái bẫy thật là hay để bắt lại bọn nó, hiểu không? Rồi, tôi hiểu rồi. À, bây giờ là phải xây bẫy bro nha. Cái bẫy lúc trước là
hơi bị gà gà đó. Bây giờ hai con nữa không? Yên tâm, yên tâm, tôi biết cách để xây mà. Đây, ở bên này nè, qua đây, qua đây. Đây, đầu tiên á nha, tôi sẽ giới thiệu cho Sammy với bạn biết về những cái bẫy này trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau gọi là bẫy để bẫy bắt bọn nó nha bạn nha. Ok, rồi, đây nè. Thì ở chỗ này nè, Sam nhìn thấy gọi là cái con đường này rất là bình thường, không có gì hết đúng không? Ờ, có gì hết trơn luôn á, trời, bình đó, thường đó, bình thường đó đúng không? Thì bây giờ Sammy hãy thử đóng giả thành Husky đi. Sammy chạy đến đây đi, thì tôi sẽ gọi là ví dụ cho nè. Ok rồi, ví dụ giờ Sammy là Husky nha các bạn nha. Là Sammy chạy chỗ tôi đi. Đây rồi, rồi ok đi, bấm nút nè. Đó, mấy bạn ơi, bạn thấy gì chưa? Ở chỗ này nè bạn, nó sẽ xuất hiện một cái bức tường bằng gọi là bằng đá củi bạn ơi, rất là cao luôn. Và có Husky á thì mặc dù nó cao hơn mình và Sam nhưng mà nó không thể nào cao bằng cái bức tường này được. Nó sẽ bị nhốt ở trong giữa cái bức tường này bạn ơi. Trời ơi, cứ thiệt cái Sam luôn nha, là con bò hay là con voi hay là con khủng long cũng không chui qua được cái bức tường này. Đừng có nói là Husky đó, mấy chục mét luôn mà sao mà qua được nè. Cái này là chịu thua rồi, chấm bỏ tay chấm com chấm vn rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Rồi ví dụ như bây giờ nha, tôi ví dụ như Sam là lỡ Husky nó vượt qua được cái bẫy này thì sao, đúng không? Cái bẫy này mặc dù rằng là nó cũng hay á nhưng mà nó khá là dễ qua. Ví dụ Husky nó có cái cúp hay gì nó có thể đào qua được, cho nên là chúng ta không thể nào lường trước được đó. Thì ở đây là tôi có chuẩn bị thêm một cái bẫy nữa. Vô đây với tôi ủa bẫy gì đây? Đây, bây giờ cái bẫy này cũng hơi bị hay luôn nha. Là bây giờ ví dụ giờ Sam là con Husky đi, tôi sẽ là người nè. Ok, thì trước tiên dạm đây á, tôi sẽ lại gần đây cái cửa tự động đó, mở cửa nè, rồi tôi chui trong đây. Rồi Husky vô đây đi, chịu. Giờ làm sao đây? Rồi đi tìm. Ví dụ giờ Sammy là Husky đúng không? Rồi ok, giờ Sam nhắm mắt không đi. Rồi xong rồi, tôi là Husky. Ok rồi. Ở chỗ này nè, tôi có chuẩn bị một cái nút. Thì cái nút này chính là một cái nút bí mật các bạn ơi. Bây giờ chưa bấm cái nút này một cái nè, Sammy đợi xíu nè. 3 2 1. Ủa cái gì vậy? Ôi. Mở cửa nè, mở cửa nè, chú vô. Trời ơi, con gái với cửa thiên đường là có thật mọi người ơi. Trời ơi, tôi mở cửa ra mà sao vẫn chui vô không được các bạn ơi. Đó. Sao thấy hay không? Khó vậy? Đây nè. Đây chính là một cái hồ axit đó bạn ơi. Và trong căn phòng này là nó có gọi là nước axit đó nha. Thì mấy con Husky này nè, nó mà dính vô cái nước axit này một cái thì ngay lập tức nó sẽ bị gọi là cháy. Và sau đó nó sẽ bị tiêu diệt bốc hơi luôn bạn ơi. Đấy, hơi bị xịn luôn nha. Ơ nhưng mà khoan, ví dụ như con Husky nó vẫn vượt qua được cái bẫy này thì sao? Trời ơi, sao tôi biết được cái con bẫy gì bờ rồ không mày ấy không? Trời ơi, tất nhiên là phải có rồi, làm sao mà chỉ có một cái bẫy được đúng không bạn? Chúng ta phải có nhiều cái bẫy để bắt bọn nó. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bẫy tiếp theo. Ủa có gì đâu? Ủa? Có gì hết đúng không? Không, ông nghĩ sao vậy? Bây giờ ví dụ nha, cái này là ông chơi trò chơi bắt cua đúng không? Bắt cua sao bắt cua ở đây được? Ông nghĩ sao vậy? Trời đúng ơi, rồi đó, Sam nói rồi đó. Bọn mình sẽ cùng nhau lấy đà, bọn mình chạy xong rồi nhảy một phát một nhảy qua đây luôn. Trời ơi, xây nhà toàn rất nhiều hồng ông nội ơi. Trời ơi, có cái gì ông, phải có cái gì ông nhảy xuống đây chứ? Trời ơi, thì tất nhiên tôi phải biết rồi, bà nghĩ sao vậy? Bọn mình là con người chứ bọn mình đâu phải là gọi là bướm bướm đâu, mình thấy bay ở bên kia được đúng không? Đó. Thì ở đây nè, tôi có chuẩn bị đường tàng hình. Đây, sao thấy không? Đây cái là đường tàng hình nè, đó. Sao biết được trời tôi? Trời ơi, té nữa. Sao biết mà đi được? Sao đi? Đúng rồi đó, đường tàng hình này ngay cả tôi là người xây mà tôi còn không nhớ đường đi nữa mà làm sao mà qua được đúng không? Trời ơi, xây mà không giải mã có được sao mà đi được? Lỡ đó cách sao? Có cách hết. Ở trên đây nè, tôi có chuẩn bị một cái rương nè. Sao thấy cái rương trên đây không? Đó. Ở trong cái rương này tôi có chuẩn bị một cái gọi là block rất là đặc biệt. Thì cái block này á, khi mà Sammy cầm nó trên tay thì ngay lập tức cái đường tàng hình sẽ xuất hiện. Đó. Ghê không? Ủa, xịn sò mà cười vậy? Đúng rồi, khi mà chúng ta không cầm cái này trên tay thì ngay lập tức cái đường tàng hình nó sẽ biến mất. Đây các bạn coi nè, coi nè. Đó, nó biến mất hết trơn luôn, không còn gì luôn. Đó. Chúng ta cầm nó lên thì nó xuất hiện lại. Đó, xịn chưa? Như vậy chúng ta có thể thấy được đường để chúng ta đi qua một cách rất là dễ dàng luôn. Đấy. Hay không? Đấy. Hay quá. Ui mà nhưng mà có cách nào chạy nhanh hơn không? Chạy ngoài cách này luôn rồi, trời ơi, chậm quá, tôi sợ rớt quá Phong ơi, cứu tôi. Yên tâm đi, không sao đâu. Cái gì vậy? Thôi, nếu mà tôi chịu cái này chịu rồi thôi. Đấy, đi từ từ thì á, mấy bạn ơi, mình nghĩ rằng á nha, là con Husky này á, nó không thông minh đến nỗi mà nó có thể vượt qua được cái bẫy này của mình đâu. Cái bẫy này của mình rất là hay luôn, cho nên bọn nó không thể nào vượt qua được đâu. Sao mới thấy bẫy hay không? Rồi rồi, bọn con bẫy nào xịn hơn bẫy này không? Lỡ vượt qua làm sao? Mình phải tính trước chứ đúng không? Tất nhiên rồi, bọn mình phải tính trước hết. Lỡ đâu nó vẫn vượt qua được cái bẫy này của bọn mình thì sao? Thì sao? Thì tất nhiên chúng ta cùng nhau đến với cái bẫy tiếp theo. Ten. Đất ơi, cái này gọi là thánh thần thiên địa ơi luôn á Phong ơi. Bắt cua kiểu này là hơi bị gọi là áp lực luôn á. Cái gì bây giờ Sammy thử bắt cua thử đi.
Rồi bây giờ ông làm cho tôi, à sao ông cho tôi làm chục bạch hoài vậy, sao ông bắt qua đây hả, bắt qua thử coi. Thôi cái bẫy nè, bẫy tôi xây mà, cho nên tôi sẽ biết đường để tôi đi qua, phải không? Rồi, cho nên tôi sẽ cho okay. Sam ok rồi đấy. Ui cái gì mà dữ vậy, dính là về chứ còn gì nữa. Ôi trời ơi, không sao không sao không sao, cũng qua được rồi. Ui trời ơi, chưa kịp nhảy luôn á Phong, tôi nhảy lên cái rồi tôi bay hơi luôn á. Mấy bạn thấy chưa, cái đường này á không thể nào bắt cua qua được đâu bạn ơi, mình đã tính hết rồi. Cái này á mình lắp lava ở khắp mọi nơi luôn, sẽ không thể nào qua được. Ở bên dưới còn có cả nước axit nữa. Đây ví dụ nha, bạn ở đây đi, bạn nhảy qua đây nè, xong rồi bạn nhảy qua đây, mấy bạn sẽ bị dính la, dính cái laser nè đó. Ok, xong rồi nhảy qua đây, mấy bạn lại tiếp tục dính thêm một cái laser nữa, sau đó nhảy qua đây dính thêm cái laser nữa, rồi xong tiêu đời luôn. Ê, sao bây giờ dính đi Phong, nó bắt tôi cho có rồi sao bây giờ sao mình qua. Đúng rồi đó, Sam nói đúng rồi đó, tôi chỉ xây cái bắt cua này để gọi là dụ bọn nó thôi, cho nó nhảy qua thôi, chứ thật ra là không có đường nào qua được đâu. Bởi vì ở bên dưới thì là axit, ở bên trên thì là laser, làm sao mà nó qua được, hiểu không? Trời ơi, vậy sao mình qua Phong, xây kiểu này là từ thiêu hủy mình luôn á Phong. Trời ơi, tự hủy hả? Trời ơi, tất nhiên là tôi phải có đường bí mật để bọn mình có thể qua bên kia được rồi. Đây nè, nếu như mà Sammy để ý á thì ở chỗ này tôi có để một cái nút bí mật nè. Thấy không? Đây nè. Đây nè. Ê, có cái nút nè. Hay đúng vậy? Rồi. Mày... thì cái nút này á là một cái nút rất là đặc biệt luôn. Sam thử bấm cái nút đó đi. Tao tôi xem coi. Tít. Đó. Sammy sẽ được dịch chuyển ở bên kia luôn. Trời, thấy không? Tính ra là cái dịch chuyển này là mình với Sam đã xây nó trong rất là nhiều những video nhà an toàn luôn rồi các bạn. Đó, mình chỉ cần đến đây mình bấm cái nút cái là mình có thể qua bên đây một cách dễ dàng. Trời ơi. Còn con Husky á, tôi nói Sam biết nè, còn con Husky á nó sẽ không biết đâu, nó sẽ phải bắt cua, sau đó sẽ dính laser, sau đó sẽ bị tiêu diệt. Đó, đứt làm đôi luôn, ghê không? Ơi, bị hay luôn á. Bữa nay ghê. Ê, nhưng mà khoan, bà không nhớ rằng là con Husky màu xanh đó nó đang đi theo một con Husky màu hồng sao? Con nó rất là thông minh luôn. Cho nên á là tôi còn một cái bẫy cuối cùng nữa để có thể tiêu diệt hai đứa nó, mà tôi chắc chắn là có thể tiêu diệt được. Bà muốn biết không? Bẫy cuối cùng? Ờ, đúng rồi. Biết. Ủa là bẫy đó là gì vậy? Trời ơi, cái bẫy đó nằm ở đằng sau cái cửa này nè. Nhưng mà khoan đã, tôi sẽ không bật mí liền đâu, mà tôi sẽ để cho Sam với lại mấy bạn fan chờ đến cuối video, mấy bạn sẽ biết được rằng cái bẫy bí mật của mình sẽ là cái gì nha. Ok. Đấy, thì mấy bạn thấy gọi là những cái bẫy này của mình vừa rồi á có đủ để có thể tiêu diệt hai con Husky hay không, thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Ấy, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ hai con Husky đó tới, và chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt hai con Husky đó nha các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau chờ mấy con Husky tới thôi nào. Let's go. Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi mà tại sao vẫn chưa thấy con Husky màu xanh với con Husky màu hồng xuất hiện ta? Trời ơi bạn ơi, các bạn nhớ không, lần trước á là con Husky màu xanh á nó đã đến trễ rồi, bây giờ hai con Husky màu hồng với màu xanh đều đến trễ luôn. Trời ơi, đúng là nồi nào úp giùm đấy, thời luôn á. Ơi Sam ơi, Sam có biết rồi đến khi nào mà nó tới không Sam? Ông nhìn mặt tôi giống kiểu biết hay nó tới không? Sao tôi biết được, sáng nay tôi ăn cơm gì mà tôi còn không nhớ đâu, không ngồi gì Husky với con Husky hồng với Husky xanh tới ai biết được. Thầy khổ ghê luôn á, tôi nó ở vậy. Ôi, ủa gì vậy? Ê, sao em nhìn kia kìa. Hình như ơi, hình như là con Husky hồng với Husky xanh tới kìa Sam ơi. Nhưng mà tại sao bọn nó đang gọi là tung tăng vui vẻ đùa bắt quá vậy? Ủa, hình bọn nó đến đây để bắt mình hay bọn nó đến đây đi du lịch vậy Sam? Trời ơi, cặp đôi mà bao giờ đang vườn mẹ bắt chuột đó, hiểu không? Đang thả hiểu rồi, đang thả cơm to đúng không? Ơi Sam ơi, hai đứa mình cũng thả cơm to ngược lại đi. Tôi đuổi Sam nè. Sam ơi đứng lại, Sam ơi đứng lại đi. Đứng lại đi. À mà quay đầu. Quên. Tính ra từ nãy giờ là bọn mình đang xây nhà an toàn để bọn mình gọi là bắt mấy con Husky này mà, chứ có phải là bọn mình đang gọi là thả cơm tó cho mấy bạn fan xem đâu. Cái gì kỳ. Lại. Quay hai con Husky kia, con Husky hồng với Husky xanh. Ê, bọn ta đang bên này nè, nghe nói thời sáng nay ta nghe nói là bọn ngươi tính đến đây để bắt bọn ta đúng không? Vậy thì hãy mau mau vào đây bắt đi, ta thách các ngươi bắt được bọn ta đó. Đúng rồi, kêu đụng bọn ta bắt luôn á, giữ lần chưa. Sao, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Ui, cái bẫy đầu tiên thành công rồi. Đó mấy bạn ơi, bạn thấy không? Cái bẫy này của mình á là bất tường siêu to khổng lồ bằng đá. Thôi làm sao mà mấy con Husky có thể chui vào trong đây được, mày thấy không? Đây bây giờ để mình lấy camera nè, để tôi check cho Sam coi nè. Đây, bấm vô camera xem thử coi.
Ủa, đó thấy không? Sam nhìn nè, hai con Husky bọn nó đang bị kẹt lại ở trong bức tường mà nó không ra ngoài được kìa Sam ơi. Trời ơi, nhìn thương quá trời quá đất thương. Cái bẫy nó chạy qua chạy lại. Đó, mấy bạn thấy không? Vậy là coi như là bọn mình thắng luôn rồi chứ còn gì nữa. Bây giờ bọn mình có thể kết thúc video tại đây luôn rồi. Một cái bẫy thôi đủ bắt bọn nó rồi bạn ơi. Quá là xịn luôn. Ha ha ha. 10 điểm. Quá là xịn. 10 điểm, 10 điểm. Ủa gì vậy? Ôi Sam ơi, sao tôi thấy cái đầu của con Husky màu hồng? Ủa, cái đầu của Husky màu xanh. Ủa khoan từ. Ui, tôi nhớ nó nhỏ lắm mà ta. Tôi nhớ là bọn nó nhỏ mà ta. Tôi đang bị ảo giác hay gì vậy? Đâu, xem lại coi. Ui, dụi mắt quay, tôi tản không quay phải giấc mơ. Ê, không? Trời ơi, giấc mơ. Ê, Sam ơi, sao tự nhiên bọn nó biến thành siêu to khổng lồ vậy? Gì cây vậy Husky? Ui, gì ghê vậy? Ôi, mấy anh. Ui, nhảy qua luôn kìa, nó nhảy qua luôn kìa. Ui trời ơi, sao? Tôi không ngờ là mấy con Husky này nó giỏi đến nỗi mà nó có thể biến to được luôn á Sam ơi, nó biến thành siêu to khổng lồ luôn kìa. Ê, nhưng mà khoan từ, yên tâm đi, nó biến to thế này nó không chui vô trong căn nhà đâu, mình chỉ cần núp vô căn nhà là mình trốn được rồi Sam ơi, yên tâm đi. Còn nó to thế này mà rồi. Ủa gì kì vậy? Sao tự nhiên giờ nó nhỏ lại rồi? Mọi người nó như cao su vậy, phóng to tôi nhỏ rồi vậy, tài ơi tài. Ủa gì kì vậy? Ui, cái con màu hồng nó cũng biến nhỏ rồi luôn kìa Sam ơi, trời. Ui, chết rồi bây giờ. Bây giờ bọn nó còn có tuyệt chiêu biến to biến nhỏ nữa, ghê thiệt luôn á. Vô nhà nhanh lên. Trời ơi mấy bạn ơi, ghê thiệt luôn á. Mấy con Husky này á, bọn nó có thể biến to biến nhỏ cho nên mà có thể nhảy qua được cái bức tường siêu to khổng lồ của mình một cách rất là đơn giản luôn. Như vậy là không được rồi, chúng ta phải đến với cái bẫy thứ hai Sam ơi. Đây, nhanh lên đây. Vô liền. Hai con Husky kia, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể vượt qua được cái bẫy đầu tiên của ta, nhưng cái bẫy thứ hai các ngươi sẽ không qua được đâu. Bởi vì sao? Bởi vì đây chính là bẫy căn phòng axit, các ngươi sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức mà thôi. Đây mấy bạn xem đây, bây giờ mình chỉ cần bấm cái nút này tít đó, để 5 phút là axit sẽ xuất hiện. Bụp đó, nhìn thấy gì chưa? Trời ơi bọn nó đang bị dính axit kìa, đó thấy không? Bọn nó dính axit rồi nó chạy. Trời ơi xong chết queo. sao thấy không cái con đó, cái con bị dính axit xong chết queo luôn. trời ơi nằm một đống luôn nè. Husky xanh và Husky hồng nó còn ngoan cố kìa, sao nó còn ngoan cố, nó bơi lại cho mình kìa. Nè, ngoan cố nè, chuẩn bị chết queo rồi nha, chuẩn bị chết queo rồi. Trời ơi, tôi nói thiệt cái sao luôn chứ, cái con Husky màu xanh á, nó vẫn nướp như ngày nào, nó ngu ngốc thật sự luôn á. Trời ơi, liu. Cái màu xanh là nhìn nó ngu dễ sợ vậy, đúng luôn, ngu rồi đó. Ê, bây giờ ta nói các người nghe nè, các người cố gắng bơi qua cũng vậy thôi, không có làm gì được đúng đâu rồi. Bây giờ có cách nào hay hơn để gọi là bơi qua được không? Làm ơn có thể nào mà thông minh được đến nỗi mà bơi được đây không? Có cách nào không? Thử coi. Thua rồi. Hey, trời ơi, liu. Hai con Husky kia bây giờ có cách nào để có thể qua bên đây được không? Ta biết chắc rằng là dù con Husky màu hồng kia nó có thông minh đến cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng không bao giờ có thể vượt qua được những cái bẫy của ta đâu. Ủa, nó làm gì? Nghĩ sao vậy? Ủa, nó làm gì vậy? Ôi, ủa, nó đang đặt cái chiếc thuyền hay sao? Sao ơi, bên kia là cái chiếc thuyền đúng không? Ủa, vậy? Ta nó ngồi kìa. Nó xoay kìa. Ơi Sam ơi, có khi nào nó đang tính gọi là bơi thuyền để gọi là bơi qua đây không Sam? Ủa? Trời, ủa sao người? Ủa? Dữ vậy? Ôi nhìn kìa, nó bơi thuyền, nó bơi vòng, nó chiêu mình luôn kìa Sam ơi. Ủa gì kì vậy? Sao mà bọn nó có thể thông minh như vậy chứ? Cái gì vậy? Không thể. Trời ơi, sao bọn này nó biết chèo thuyền, trời, nó xoay vòng tròn kìa bông. Trời ơi, nó xoay vòng tròn, nó đập bơi thuyền kìa. Ôi ơi, múa thuyền luôn kìa, trời. Ơ nhưng mà yên tâm đi Sam, bọn mình đang có cái bức tường bằng thủy tinh như thế này mà nó không chui qua được đâu, yên tâm. Đúng trời rồi, ơi, kiểu nào có thể chui qua được. À, qua đây được không? Trời quê. Giấc mùa. Ê Sam ơi, hình như tôi mới thấy nó đập bức tường rồi đúng không? Đúng rồi đó, tôi cũng thấy gì đó. Ôi, nó chui vô kìa, chạy. Chạy qua đây Sam, chạy qua đây. Trời ơi nguy hiểm vậy? Nguy hiểm quá bạn ơi, tính ra là mấy con này thông minh hơn là mình tưởng mọi người ạ. À, sợ thiệt sự luôn á. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng đến cái bẫy tiếp theo Sam ơi, yên tâm đi. Nó có thể thông minh vượt qua được hai cái bẫy kia của bọn mình, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái bẫy này bọn nó sẽ không vượt qua được đâu. Yên tâm. Đây bây giờ nha, tôi sẽ lấy ở trên đây. Hey, lấy cái gọi là bí mật, vũ khí bí mật của chúng ta ra. Mở ra nè, nó xuất hiện cái đường đi bí mật để chúng ta có thể đi qua được. Đi qua Sam ơi, nhanh lên. Rồi, đây, tôi đang qua. Nè, tôi đưa cho Sam một cái nè. Rồi xong. Trời ơi, ông không có đưa cho tôi mà ông bảo cái đường bí mật chỗ nào. Tôi xin lỗi, tôi quên. Sam xuất hiện lại, Sam, tới bên này tôi, nhanh lên. Đó, là Sam có thể thấy được đường đi xuất hiện nè. Rồi, ok, đi theo tôi.
Rồi, bên này, đấy, quá là chuyện đơn giản luôn. Ok, ok, đó, bây giờ bọn mình sẽ đi qua chậm chậm thôi nha Sam nha. Bọn mình chỉ cần trượt chân một cái thôi, bọn mình té xuống tiếp đó. Qua đây, lên, lên. Thở luôn á, okay, trời ơi. Ok, đó, ui, rồi. Ui, đừng tàn hình luôn, ghê quá hả. Tôi nhìn thì tôi cũng sợ, nhưng mà yên tâm, bọn mình đã có cái block này trên tay và mình có thể thấy được cái con đường để bọn mình đi qua, cho nên là không sao đâu. Qua đây, qua đây. À, rồi xong. Qua được rồi các bạn ơi. Ui, bọn nó qua kìa. Ôi trời, trời này xuống là ba Sam, trời xuống là ba trời, trời nó lấy luôn. Trời nó khỏi lấy luôn. Ủa cái gì sao lấy nhiều vậy? Ok. Được rồi, hai con hất đi kia. Bây giờ á, các ngươi sẽ đến với cái bẫy tiếp theo của ta, chính là cái bẫy con đường tàn hình. Các ngươi sẽ không thể nào vượt qua được cái bẫy này của ta đâu, bởi vì cái bẫy này của ta chính là gọi là một cái bẫy rất là khó. Trời ơi, người giỏi bắt cua như Sino còn không qua được, huống gì là hai ngươi. Có giỏi qua đây đi, con hất cái màu xanh có qua đây được không? Dạ, được. Ôi. Ê, rơi xuống lava kìa Sam ơi. Rồi xong, bốc hơi luôn, biến mất luôn. Anh nó sợ liền, nó sợ liền mấy bạn ơi. Nè hất cây xanh, có giỏi qua đây đi, đàn ông con trai đâu mà gọi là tức giận kìa, nó qua tay, nó múa chân, nó tức giận kìa bạn ơi. Trời ơi, giỏi rồi, giỏi kìa, giỏi kìa. Mà làm gì đâu, mà làm được gì đâu. Làm sao mà làm gì được. Ủa, nó đang làm gì vậy? Ôi, hình như nó đang mò đường qua kìa Sam ơi, con hất cây xanh nó mò đường qua kìa. Cũng thông minh đó, cũng thông minh đó. Nhưng mà yên tâm đi, nó đi một xíu rồi nó té cho coi nè, nó đi xíu té cho coi nè. Nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè. Nó tưởng đường thẳng nó đi đó. Nó tưởng đường thẳng nó đi, một đường thẳng hay là té dưới luôn bạn ơi. Trời ơi, Sam ơi, coi như là chúng ta kết thúc video tại đây đi. Chúng ta thắng rồi chứ còn gì nữa đúng không Sam? Thắng rồi. Thôi, về nhà lãnh thưởng đi Phong ơi. Ngang. Ok, khoan, từ từ, Sam, tôi nói Sam nghe nè. Tôi quên mất gì vậy? Bên nó vẫn còn có hất kia màu hồng. Có hất kia màu hồng là nó hơi bị thông minh luôn á. Từ từ để coi coi nó có tìm ra được đường không. Tôi hơi lo á nha, từ từ để xem thử. Ơi, ơi, có hất kia màu hồng kia. Ủa nó làm gì vậy? Ui, ôi, nó đang đổ nước xuống lava hả? Ủa trời, cái gì vậy? Trời ơi, như vậy là nó đang tính lắp lava lại để nó đi qua Sam ơi. Trời, cái con này sao nó thông minh như vậy? Rồi xong, nó tính trước rồi Phong ơi. Trời ơi, sao mà con hất kia màu hồng này cái gì nó cũng làm được hết vậy? Có hất kia màu xanh thì vô dụng, còn có hất kia màu hồng này sao mà nó thông minh dữ vậy ta? Ôi nhìn kìa Sam ơi, nó đổ nước xuống kìa. Trời. Rồi xong rồi, luôn xong, như vậy là luôn. Như vậy nó có thể vượt một cách an toàn mà không lo gì luôn rồi. Trời ơi trời. Ơi, con hất kia màu xanh làm gì mà sao nãy giờ nó cứ mò đường hoài ta? Con này thiệt luôn, có đường bên dưới nó không đi mà nó cứ đi phía trên làm gì? Con này đúng thiệt luôn. Nó gì ta? Nó đã nướp rồi mà nó còn thích thể hiện nữa bạn ơi, đúng là gọi là đã con gốc còn thích thể hiện nè. Trời ơi trời. Nhưng mà Sam ơi. Vậy là bọn nó có thể leo trên đây được xong rồi nó bắt mình đó sao? Hay là bây giờ mình chạy tiếp nha. Chưa sao nữa, tao nói trời nó có nghe. Chạy qua đây, chạy qua đây. Nhanh lên. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, tức ghê luôn á. Hai cái bẫy, ba cái bẫy của mình vậy mà lại bị thua bọn nó lại tìm ra được đường để đi qua. Cây thiệt. Không sao. Đến với cái bẫy tiếp theo, Tôi thấy cái tay nữa nè. Ôi, cái tay nữa nè. Ok, yên tâm. Bây giờ chúng ta đến cái bẫy tiếp theo. Bây giờ chúng ta cùng nhau vượt qua nó thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí bí mật của chúng ta. Tít. Qua đây nhanh Sam ơi, nhanh lên. Rồi. Ok. Bây giờ tôi nói Sam nghe nè, cái bẫy này của chúng ta chính là bẫy axit và gọi là laser, cho nên là thế nào hai con husky này cũng không qua được đâu, tại bọn nó cao lắm mà nó dính laser nó chết queo liền à. Ui nó qua kìa, nó qua kìa. Xem xét đồ ha, giữ ta. Này, hai con husky kia, ta nói cho các ngươi biết nè, cái bẫy này tiếp theo của ta chính là cái bẫy khó hơn ba cái bẫy lần trước rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nó có axit nè, nó có bắt cua nè và có cả laser nữa. Các ngươi sẽ không thể nào qua bên đây được một cách an toàn đâu. Tôi nói cho các ngươi biết. Cái bẫy này ha, ngay cả gọi là thánh bắt cua như là Siro qua còn không được. Đừng nói là các ngươi có giỏi qua đây đi. Có hết cây xanh kia. Thấy ngươi thích thể hiện á mà. Trời ơi. Chưa gì mà mới vừa nhảy xuống cái thôi là dính cái bẫy liền. Trời ơi, rồi xong bánh thế. Thích thể hiện hả? Tôi là đặt cái con husky xanh này là husky thích thể hiện không? Đúng rồi. Cái con này thích thể hiện ghê luôn, hình như nó muốn thể hiện cho con husky màu hồng nhìn thấy hay sao á, trẻ trâu nè. Trẻ trâu. Bây giờ tới lượt Sammy trẻ trâu rồi, Sam tự nhiên nhảy xuống làm gì? Trời ơi trời, tới bến tôi, nhanh lên tới bến tôi. Trời ơi, tôi không thể hiện đâu. Tôi chuẩn bị rớt à. Được rồi. Hất kia xanh nè, ngươi đừng cố nhảy nữa, không qua được đâu. Trời ơi, thấy không, nó vẫn thích thể hiện kìa, thấy không? Rồi, chết queo tiếp. Khổ thiệt luôn á. Tôi xem luôn, ngồi đợi xem lâu quá. Nhưng mà khoan, từ từ, Sam ơi.
quên mất. Cái gì vậy? Con Husky màu xanh đó nó còn không qua được, nhưng mà con Husky màu hồng thì khác nha. Con Husky màu hồng thì nó thông minh hơn, cho nên tôi đang nghi rằng nó đang suy nghĩ một cái cách gì đó kìa. Bà nhìn nó kìa, hình như nó đang suy nghĩ hay sao á. Có khi nào ơi, nó nghĩ ra cách gì không? Ôi! Cái gì vậy? Ôi! Ôi! Là gì vậy? Ôi! Nó phá mấy bức tường la ve của tôi sao ơi? Ủa? Trời ơi! Ôi! Nó biết... Ôi. Nó biết gọi là bắn tên lửa luôn hả? Trời ơi, con này nó thông minh chứ vậy trời? Ôi! Nó phá laser rồi xong hả? Hư hết laser của tôi luôn rồi. Bây giờ là mà yên tâm thì không sao đâu. Cái laser có thể bị hư nhưng mà nó vẫn không qua được đâu. Mấy con này nó đâu biết bắt cua đâu. Yên tâm, nó không biết bắt cua đâu. Nó bắn con xanh luôn kìa. Nó bắn con xanh rơi xuống dưới luôn kìa. Trời ơi, con hồng hồng này. Rồi xong, con xanh chết queo luôn. Trời ơi, mình thương, mình thương dữ ha. Ui, khoan từ từ, con màu hồng làm gì? Con màu hồng đang làm gì vậy? Con màu hồng đang làm gì? Ui. Ui, 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 đợi gì nha, gì nha. Ui, nó con màu hồng nó biết đặt bài lóc luôn kìa. Cái gì vậy? Con này nó ghê quá Phong ơi, nó không còn là con bình thường nữa. Con màu hồng nó quá là thông minh rồi. Ôi trời, nó biết đặt bài lóc để nó đi qua bên đây luôn bạn ơi, nhìn kìa. Trời ơi trời. Ôi, có khi nào con màu hồng này nó biết xây nhà, nó biết gọi là xây gọi là map luôn sao? Trời ơi trời, tôi nghi ngờ lắm nha. Vì lúc nó xây nhà bắt mình á Phong. Trời ơi, có khi nào mai này nó sẽ xây nhà ngược, nó sẽ xây nhà an toàn, nó bắt ngược lại mình không ta? Chạy chạy Sam ơi, chạy đây, chạy đây. Ôi trời ơi. Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta phải sử dụng đến gọi là cái món vũ khí bí mật của chúng ta thôi. Từ nãy giờ Sammy nó cũng chưa có biết cái bẫy bí mật này của mình đâu. Sammy qua đây, Sammy thấy bên này nhiều Husky lắm, Sammy sợ đúng không? Ờ luôn chết rồi. Ủa mấy bạn làm gì vậy ông? Chưa giải thích cho tôi nè. Mấy bạn fan đang xem video này chắc các bạn cũng đâu biết cái bẫy này của mình là như thế nào đúng không? Bạn thấy nhiều Husky lắm, bạn cũng bất ngờ đúng không? Bọn mình á, tôi đã nghĩ được cái bẫy này để bắt bọn nó. Sam ơi, bọn mình sẽ hóa trang thành Husky. Thì khi bọn nó chui vô đây á, nó sẽ nhìn xung quanh, nó thấy nhiều Husky quá, nó sẽ tưởng là bạn của bọn nó sẽ không đề phòng. Lúc đó bọn mình sẽ sử dụng kiếm để đánh bọn nó, hiểu không? Trời ơi, mình trà trộn, mình cosplay thành nó luôn hả? Đúng rồi. Bây giờ hai đứa mình cùng nhau biến thành Husky màu xanh và Husky màu hồng nào. 1, 2, 3 biến hình hay da. Rồi ok bạn ơi, mình với Sammy đã biến thành Husky nè. Ừ, nhưng mà sao bọn mình vẫn lùng tịch vậy Sam? Ai biết. Ủa mà từ không ơi, sao Husky của tôi nhìn nó ốm, nhìn nó dễ thương đáng yêu, sao Husky ông nhìn bự thù lù như con heo vậy? Trời ơi, Husky của tôi là Husky con trai cho nên nó phải mập mập một xíu đó, vậy nó mới dễ thương hiểu không? Đấy. Ơ nhưng mà sao mà mấy con Husky này tôi thấy nó cao lắm mà bọn mình biến thành Husky bọn mình vẫn lùng tịch vậy sao? Thôi mà không sao, kệ đi. Bọn mình chỉ cần biến thành Husky là bọn nó sẽ không nhận ra đâu, yên tâm. Rồi bây giờ bọn mình kiếm cho nào, mình nấp đi. Trà trộn. Đúng rồi. Đây tôi sẽ đứng bên này để tôi chờ nó qua. Đó. Ôi. Tôi nghe tiếng mở cửa kìa. Ui nó qua kìa. Ôi. Ui. Ôi trời. Ê, Sam ơi nhìn bọn nó kìa. Ôi. Trời ơi, tưởng tượng bọn vui quá trời vậy kìa. Ôi. Ê, nhìn kìa con Husky màu xanh đang nhảy qua nhảy lại kìa Sam, hình như nó tưởng đây là bạn bè của nó cho nên nó vui sao Sam ơi. Trời nó ham chơi thiệt sự luôn á, đang vui kìa. Trời trời. Rồi ok, Sam qua đây. Tôi bên này nè. Qua đây. Ông ở đâu? Tôi sau lưng bà nè, bà đây. Cầm kiếm nè. Kiếm nè. Rồi. Bây giờ tôi nói nha. Con Husky màu xanh cái bên bà kìa, cứ. Ôi. Tặng hoa cho tôi kìa, trời. Nó tặng hoa cho tôi kìa. Trời ơi. Nó tưởng tôi là bạn đó, còn tặng hoa tôi nữa bạn ơi trời. Nè, cái kiếm nó lấy rồi, nãy cái tên kia lấy rồi, không còn cái kiếm nào dư cho tôi cây được không? Trời ơi, nó lụm kiếm của bà hả? Gì kỳ vậy? Để tôi giả dụ. À bạn ơi, chậm cái kiếm với bạn ơi. Cái kiếm đó. Ơi trả luôn kìa. Rồi ok ok. Bây giờ sao mà tôi nói bà nghe nè. Bây giờ nha. Tôi sẽ xử lý con Husky màu xanh. Còn bà hãy xử lý con Husky màu hồng nha. Bây giờ bọn mình lại mình quýnh nó cái xong mình chạy, nha. Đúng không? Rồi ok. Giấu cái kiếm vô cái chừng thấy bây giờ, giấu cái kiếm vô. Ok. Ok. Sam để tôi trước cho. Ok, tôi sẽ lại. Ok ok. Lại gần con Husky xanh nè, Ờ đây. Đứng xuống lưng tôi nè. Chém cái nè. Chạy. Ui chạy. Ôi. Nó đang ngơ ngác, nó không biết gì xảy ra hết bạn ơi. Ok. Như vậy ngồi soi. Ui mấy bạn ơi đang nhìn mình kìa, hình như nó vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra bạn ơi. Ok, mình sẽ lẻn ra sau lưng đó nè. Mình sẽ chui ra sau lưng đó nè. Đây. Bắn vô cái không? À, từ, để xíu. Nó đang chạy nhanh quá, tôi đánh không được. Chạy nhanh quá. Ôi trời, Husky nè. Ui trời ơi, tôi giết được nó. Trốn. Trời ơi bạn ơi, dễ ẹt. Mình tiêu gì nó có màu xanh rồi bạn ơi. Tới được sao bạn? Rồi, Husky màu hồng luôn ta. Con Husky màu hồng á là con Husky thiệt á là nhìn nó sẽ khác với con Husky giả phải không? Quýnh đi. Ơi. Lẻn ra sau lưng nó quýnh. Đây.
Ui, hay quá. Đứng yên nè, thấy chưa, tôi khôn chưa? Khôn, được rồi. Tiếp. Ui, chốt nè, sao biết được. Sammy đợi khi nào mà nó quay lưng lại á, thì hãy quýnh thiếu không, thôi nó phát hiện á. Ôi, đúng rồi, hay quá. Chốt, đứng yên. Đây không biết chết chưa. Chốt nè. Ok. Hợp lý. À khoan, bây giờ mình biết là bình thường hay sao, mình biết là bình thường đi. Thôi sao thấy ghê quá. Ôi rồi, trời ơi. Ok bạn ơi, vậy là mình phải sao. Ủa sao mày, tôi kêu bà biết là bình thường, sao bà biết hạnh gì vậy? Trời ơi, biết là bình thường cái mày nói. Biết là bình thường đi. Ok bạn ơi, vậy là trong ngày hôm nay mình với lại Sammy đã tiêu diệt được con Husky màu hồng và Husky màu xanh. Phải nói là gia đình Husky luôn bạn ơi, trời ơi. Lần trước là một con Husky thôi. Không đâu phải gia đình đâu, còn con nó sao chưa đến đủ gia đình mấy lần. Vậy là con cái được thôi. Bây giờ á, bây giờ bọn mình chỉ mới tiêu diệt được con Husky hồng và con Husky xanh thôi. Có khi nào mai này còn con của bọn nó không ta? Còn con Husky màu tím hoặc con Husky màu vàng hay sao? Lỡ đâu có sao giờ? Thôi không sao đâu. Nói chung là bây giờ tiêu diệt được hai con đó là may rồi. Nói chung là cũng là một gia đình rồi. Ok. Được rồi bạn ơi, vậy là bây giờ trong tập này bọn mình đã tiêu diệt được gia đình Husky rồi. Và bạn thấy những cái bẫy của mình như thế nào, có hay hay không? Hãy nhớ comment xuống bên dưới và nhớ nhấn vào nút like ủng hộ cho mình nha bạn. Đúng rồi. Comment đó nha các bạn. Rồi like cho mình nha. Ok, trời ơi quá đơn giản luôn bạn ơi. Được rồi, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nó subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là bạn muốn mình xây thêm nhà an toàn chống lại quái vật gì nữa, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt.